FI, độc đáo và đáng yêu. Với phong cách trẻ trung và mới lạ, chiếc xe này sẽ tạo nên một phong cách riêng cho phái đẹp. Kiểu dáng của chiếc xe rất hài hòa, có thiết kế vô cùng điệu đà và mềm mại. Đây sẽ là điểm đặc biệt lôi cuốn nhờ sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Đèn xe sáng rõ cùng với xi nhan rời để người tham gia giao thông dễ dàng trông thấy hơn. Xe sử dụng đồng hồ cơ cổ điển, cụm tay lái có đầy đủ chức năng như một chiếc xe tay ga thứ thiệt. Được trang bị động cơ 49,5cc, rất phù hợp với các bạn học sinh chưa có bằng lái và muốn có một chiếc xe nhẹ nhàng. Xe rất tiết kiệm nhiên liệu, chỉ xấp xỉ 2 lít xăng trên một quãng đường 100km nếu đi trong nội đô. Ngoài ra, bô xả khí thải được trang bị thêm một bộ vỏ nhựa để tránh chúng ta bị bỏng khi lại gần. Xe được trang bị lốp không xăm dày dặn, bề ngang lớn khiến cho diện tích bám đường rộng hơn, tránh trơn trượt khi trời mưa. Khi không may bị dính đinh thì chiếc đinh khó làm cho lốp xe bị hết hơi ngay mà vẫn đi được một quãng đường xa hơn nữa. Xe có giảm xóc êm ái và phanh cơ rất an toàn. Phần mở khóa của cốp xe được tích hợp ở ngay tại ổ khóa. Cốp xe rộng có thể đựng được mũ, áo mưa và thật nhiều vật dụng khác nữa. Vừa rồi là những thông tin về xe, còn bây giờ thì hãy cùng xem nó vận hành như thế nào nhé. Nói chung là việc vận hành của chiếc xe làm tôi khá hài lòng. Còn các bạn thì sao? Nếu muốn mua chiếc xe này hoặc thử trải nghiệm Creta FI, hãy đến ngay với các cơ sở của xe máy, xe điện Việt Thanh để được nhận thêm nhiều ưu đãi hơn nhé. Thông tin chi tiết tôi sẽ để ở cuối video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!